Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn ta bài tập số 6.8 thuộc môn cơ sở lý thuyết mạch điện 1, chương 6 mạch điện của hỗ cảm. Thì bài tập này người ta yêu cầu tìm dòng điện trong các nhánh của mạch theo phương pháp dòng điện mạch vòng. Đây là phương pháp thứ hai của cái mạch điện của hỗ cảm để tìm dòng trong các nhánh. Thì phương pháp đầu tiên là phương pháp dòng điện các nhánh, phương pháp thứ hai là dòng điện mạch vòng. Thế phương pháp thứ ba dòng điện phương pháp điện thế các nút ấy, thì áp dụng trong trường hợp mà mạch điện chỉ có quan hệ về điện thôi nhưng không quan hệ về từ. Trong cái mạch điện chúng ta hình 6.3 này thì có cả mối quan hệ với điện và từ, tức là mối quan hệ với điện thì chúng ta nhìn thấy là các cái dây dẫn này, còn từ thì chúng ta có cái M này là quan hệ với từ. Đấy, chúng ta lưu ý đây có cái M này thì là quan hệ với từ, thì chúng ta không thể áp dụng được phương pháp điện thế các nốt. Và muốn áp dụng phương pháp điện thế các nốt thì chúng ta sẽ phải chuyển về sơ đồ thay thế tương đương. Thì cái bài 6.9 thầy sẽ hướng dẫn chúng ta. Thì ta đi cụ thể vào giải quyết bài này như sau. Nhất là trước tiên này, để làm cái bài này thì chúng ta phải chọn chiều dòng điện mạch vòng. Ở đây chúng ta thế chúng ta có hai cái mắt lưới, hay là chúng ta có theo cái số phương trình độc lập theo luật kiểu hôm hai thì chúng ta sẽ có hai phương trình. Đấy. Ở đây nếu chúng ta chọn hai cái mắt lưới này, hai mặt vòng là hai cái chiều dòng điện mạch vòng ấy, là hai cái dòng điện vòng, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn ở cái vòng thứ nhất này. Nếu vòng thứ nhất này thì khi mà dòng điện chạy qua Z1 sinh ra điện áp vô cảm trên Z3 và ngược lại chạy qua Z3 sinh ra điện áp vô cảm trên Z1, thì cái này nó sẽ chúng ta sẽ nhiều điện áp vô cảm. Do đó thì thầy sẽ tránh cái chọn mà nó cùng chạy qua cả Z1 Z3. Trong trường hợp này ta có thể tránh được. Còn những bài tập khác mà không tránh được thì bắt buộc ta phải đi thôi, đúng không nhỉ? Thì thứ nhất là thầy sẽ chọn chúng ta chiều dòng điện mạch vòng thứ nhất là IA là theo chiều như này. Đây. Đó. Đây là IA. Rồi. Cái dòng điện mạch vòng thứ hai là IB, mình chọn này đi. IB. Ok. Đó. Và ở đây trong bài này có nguồn dòng J, do đó thì ta chọn nguồn dòng J chạy qua Z2, ta chọn J chạy đây. Đấy, mình vẽ vào thì đỡ quên, đó, J chạy qua Z2. Và ta sẽ chọn này. Dòng điện hay các dòng điện mạch vòng. Điện mạch vòng. IA, IB như hình vẽ và chọn J khép mạch qua Z2. Rồi, xong. Bây giờ xác định chiều điện áp hỗ cảm. Xác định chiều điện áp hỗ cảm ok, xác định chiều điện áp hỗ cảm này. Thế trước tiên là xác định chiều điện áp hỗ cảm do IA gây ra. Thì IA chạy qua Z1 từ có sao đến không sao, người ta gọi là từ có đến không, sinh ra điện áp hỗ cảm trên thằng Z3 có chiều từ có đến không, tức là thằng này chiều nó như này đó. Và đây là giá trị nó là ZM nhân với IA. Được chưa? ZM IA. Rồi, nó chạy qua đây hết chỗ phần tử của hỗ cảm rồi. Tiếp tục IB này. Chạy qua Z3 có chiều từ có đến gì? Không, đây IB từ trên dưới đây có đến không. Thì sinh ra điện áp hỗ cảm trên cái thằng Z1 cũng có chiều từ có đến không. Đây, thì thằng này có giá trị là ZM nhân với IB. Ok. Xong cái điện áp hỗ cảm hết rồi đúng không, rất đơn giản thôi, hai điện áp hỗ cảm thôi vì chúng ta chọn cái chiều vòng chiều dòng vòng như vậy thì rất là đơn giản. Còn nếu chúng ta chọn chiều dòng vòng cái mắt lưới đầu tiên này thì sẽ phải có hai cái điện áp hỗ cảm,
Đó. Ít nhất là chúng ta sẽ có 3 điểm áp của cảm, đúng không? Rồi, ok. Trong trường hợp này chúng ta sẽ viết hệ phương trình sau. Hệ phương trình này, hệ phương trình dòng điện mạch vòng như sau. Chúng ta sẽ viết cho vòng thứ nhất là IA. Vậy thì IA sẽ chạy qua cái thế nào? Z1 và Z2. Ta có Z1 cộng với Z2 nhân với IA. Ok, rồi. Thế Z1 thì không còn dòng nào, nên là Z1 trên Z1 thì không còn dòng nào chạy qua nữa. Hết rồi. Trên Z2, trên Z2 chúng ta có hai cái dòng chạy qua, đó là IB và J. IB chạy qua Z2 là từ dưới lên trên, mà dòng diện IA lại chạy từ trên xuống dưới, do ngược, đó là trừ Z2 nhân với IB. Nguồn dòng J chạy từ trên xuống dưới, và nguồn dòng dòng vòng IA chạy từ trên xuống dưới, do cùng chiều, do cộng với gì? Z2 nhân với J. Ok, bằng gì? À còn nữa, chúng ta tí nữa quên đúng không? Còn cái gì? Còn cái điện áp hỗ cảm. Trên cái vòng 1 này còn cái điện áp hỗ cảm, đó là ZMIB cùng chiều đúng không? Cùng chiều, vì vậy nó sẽ có bao nhiêu cùng chiều? Cùng chiều vòng mà, đúng rồi. Thì cộng với ZM nhân với IB. Rồi chắc nó hết rồi đấy. Ok, bằng gì? Bằng E1. Đó. Rồi tiếp tục đến cái thằng vòng thứ hai. Vòng 2 là IB. Vậy thì ta IB sẽ có thằng nào? Có Z2 và Z3. Vậy Z2 cộng với Z3 chưa? Nhân với IB. Rồi, bây trên Z2 có những thằng nào chạy qua? Z2 có những thằng nào? Z2 thì có thằng IA. IA chạy qua Z2 ngược chiều IB, tức là trừ Z2 nhân IA. Rồi tiếp tục J chạy qua, J chạy từ trên xuống dưới, và IB chạy từ dưới lên trên, rồi nó ngược lại trừ đi Z2 nhân với J. Ok, xong. Gì nữa nhỉ? À, đến hỗ cảm đúng không? Điện áp hỗ cảm. Hỗ cảm ta thấy là ZM nhân IA này này, điện áp này này, nó cùng chiều với gì? Chiều vòng của dòng vòng IB đúng không? Chiều vòng IB này. Ok. Như vậy nó sẽ mang dấu cộng cộng với ZM nhân với IA. IA bằng bằng em ấy à, bằng E3. E3. Ok, giờ làm đẹp thôi. À, làm đẹp một chút. Rồi thì chúng ta thay số. Được chưa? Làm đẹp này. Làm đẹp. Ok, thằng nào IA đâu? Ồ, thằng IA với IB sẽ gói với nhau. À, IA gói chung nha. Là Z2, Z1 cộng với Z2 nhân với IA. Thằng IB thì có dấu cộng đi, ZM trừ Z2 nhân với IB. Rồi, bằng E1 trừ đi Z2 gì? Xong, đúng chưa? Tiếp tục IA. IA đây, IA đây, ta có ZM trừ Z2, IA ZM trừ Z2 nhân với IA. Rồi tiếp tục đến IB, IB đâu? IB cộng với Z2 cộng với Z3. IB bằng bằng gì? E3 cộng với JZ2. Z2 gì? Xong. B thay số thôi. Đấy, thay số vào, thay số. Thay số. Rồi bấm máy đi, đúng không? Bấm máy. Thì ta sẽ được là thứ nhất thay số luôn Z1 cộng Z2, Z1 cộng Z2 đây, cộng luôn là gì? 20 cộng gì? 20. À, chúng ta sẽ rồi. Thay số vào thì ta có này 20 cộng với C 20 IA. Ok. Cộng với ZM trừ Z2. ZM đâu? ZM 40 trừ thằng này.
thì chúng ta sẽ có là 40, sin 40 trừ này trừ 10. Được chưa? Cộng với j 30 nhân với IB. Rồi bằng E1. E1 là bằng 200. Góc bao nhiêu? 45. Ở chỗ này là cộng với trừ đi Z2 J. Đây là chúng ta thôi chúng ta cứ viết đây đã, trừ đi Z2 J. Giờ tí bấm máy sau nhá. Tiếp tục này, thằng này thì ZM trừ Z2 rồi chính là trừ trừ 10 cộng với J 30 nhân với IA cộng với Z2 cũng Z3, Z2 cộng với Z3 là 10 cộng với J 70 IB bằng này E3 E3 100 góc 35 rồi cộng cộng với Z2J. Ok, ta cứ đẩy đây. Rồi bấm máy này. Mình sẽ coi như là chúng ta sẽ đặt luôn này, tương đương này nha. Thằng này là A IA này, thằng này là A này, thằng này là B IB này bằng C. Thằng này chắc chắn là B rồi, hai thằng này hệ số giống nhau này, B nhân IA cộng với ABC rồi là D đúng không? IB thì bằng E. Rồi, đấy, tí ta sẽ lưu vào. Vậy thì IA theo định thức, theo công thức IA bằng bằng cái gì đây? IA bằng anh bạn cầm bát, anh bạn trước đằng đằng này nhân này trừ đây đây, vậy thì đương nhiên AD này là AD trừ B bình. Rồi, anh bạn này cầm bát CB trừ CD trừ đi BE. Rồi, bằng rồi Y thì IB bằng mẫu số thì không thay đổi rồi AD trừ B bình. Anh bạn cầm bát AC ăn cơm là AC tức AE AE trừ đi BC. Rồi đấy, bạn bấm máy thay số bấm máy thôi. Chúng ta sẽ bấm máy. Đó. Thế bây giờ ta thay bấm máy trước tiên là phải gán đã. Đúng không? Rồi. Đây. Thay số. Trước tiên là số phức 2. Ok. Cái thằng 20 cộng gì 20 nó A 20. 20 cộng 20 y new bên A to A. Ok. Trừ 10 cộng 30 trừ 10 cộng 30 đúng 30 không? ZM trừ đi Z2 đúng không? Z2 là 10 trừ đi 10 đúng không? Trừ đi 30 trừ 10. Chết. Trừ 10 cộng với 30 y rồi to B xong. Rồi 10 cộng với 70 y 70 như sao được 71. Giờ to vào D. D rồi. Tiếp tục 20 200 chứ. 200 góc 45 đây độ rồi. Tiếp góc 45 rồi. Trừ đi Z2 nhân J, Z2 10 cộng J 10 đúng không? Rồi đúng rồi. Đi kia. Trừ đi 10. 10 cộng 10 y rồi nhân với j, nhân với j là 3 góc 65
rồi giờ to vào biến C. Ok, tiếp tục còn cái biến E nữa, 100, không, 35, rồi cộng với 10, cộng với 10. Nhân với Z, nhân với 3, xin góc 65. Ok, bằng từ to vào E. Xong. Rồi. Tôi bấm máy thôi. Rồi. CD. C D trừ VE chia cho AD trừ với bình bằng đấy 4,9. 4,9 IA này ta sẽ có là đây bằng 4,94 trừ đi Z 8,67 A. Mình lưu vào cái biến có ABCD rồi, bây giờ muốn E, F, bây giờ còn F nữa, mình lưu vào F đi. Rất to vào. Rất to vào biến F rồi. Xong. Để mình sửa. Rồi. Thằng này AE trừ đi BC BC chia cho AD bằng trừ 0,48 trừ 0,48 trừ 0,48 trừ Z 1,73 như thế. Rồi, ok, mình lưu một biến M đi. Store M. Ok, xong. Đó. Thế bây giờ ta tìm dòng trên các nhánh thôi. À, thằng này là F này, thằng này là M này. Ok. Tiếp tục đây, tìm dòng trên các nhánh này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này. Xóa đi này, tìm dòng cái nhánh rồi dòng cho các nhánh mình chọn là thằng I1 đây, giờ mình chọn là thằng tên I3 đúng không, I3 I2 mình chọn là như này đi hai giờ ok. Rồi chọn chiều dòng trên các nhánh như hình vẽ. Ok, thì ta có I1 bằng gì? I1 trong trường hợp này đúng bằng IA luôn.
Và bóng bao nhiêu? Bóng luôn là 4,94 trừ J 8,67. Đó, ampere. Thế còn cái thằng I2, I2 lúc này bằng cái gì? Thứ nhất I2 thì bằng thằng IA này, IA trừ thằng IB, đúng không? IB ngược chiều mà, rồi cộng với J bằng này. IA thì mình lưu vào thằng nào? IA là mình lưu vào cái thằng IA vừa rồi là mình lưu vào thằng F, đúng không? Thế còn IB lưu vào thằng M, vậy thì IA trừ IB tức là F, F trừ M rồi cộng với J, J là 3 góc 65 rồi, ok bằng đấy 6,69, 6,69 là 4,6 này chính là 6,69, 6,67 đấy, cộng với J 4,44 bao nhiêu đấy, đúng không? Ampere đi 2. Thế còn thằng I3, I3 thì bằng gì? I3 lúc này chỉ bằng đúng IB thôi, bằng IB bằng bao nhiêu? IB kia trừ 0,48 trừ J 1,73 Ampere. Đó, thì đấy là cái kết quả chúng ta được chưa nhở? Đấy, bài này khi chúng ta mà tính toán thì cũng tương đối phức tạp đấy, được chưa? Ở đây kết quả của chúng ta ok rồi. Đấy, chúng ta sử dụng máy tính và tính toán làm sao cho nó chính xác, nhớ là dùng phương pháp định thức thì đỡ phải gì rút thế nhiều, chúng ta cứ đặt vào chúng ta gì đưa biểu thức bấm máy thế là xong, đúng chưa nhở? Thì rất là dễ. Đó, video của thầy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các em.